Tiên Thiên Khí Công trị được bệnh gì? Trước khi nói đến công năng trị bệnh của Tiên Thiên Khí Công, tưởng chúng ta cũng cần thử tìm hiểu về nguyên nhân sinh bệnh ở con người. Trong tứ khổ, sinh, già, bệnh, chết thì có đến 3 thứ con người chịu bó tay. Chỉ có bệnh là có thể ngừa và trị được đến một mức độ nhất định để đời sống hoặc được kéo dài hoặc bị rút ngắn. Ngoài những chứng bệnh bẩm sinh, những bệnh do nghiệp quả hoặc những bệnh bất trị không có thuốc chữa được gọi là bệnh trời cho, hoặc những dị tật, dị dạng không đủ 6 căn bình thường, thì hầu như các loại bệnh do sai lầm trong cuộc sống đều có thể trị được bằng nhiều phương pháp luyện tập hoặc bằng thuốc. Để vấn đề được sáng tỏ thêm, chúng ta thử tìm hiểu bệnh theo y lý Đông Phương. Theo quan niệm này thì bệnh là sự phát sinh do mất cân bằng âm dương trong cơ thể tạo ra. Nếu ai giữ hai yếu tố âm dương luôn quân bình thì không có bất cứ loại bệnh gì phát sinh được. Đã quân bình thì vi trùng cũng không thể xâm nhập vì hệ thống miễn nhiễm và đạo quân phòng vệ cơ thể có sức mạnh vô địch. Vì thế, nếu thấy cơ thể thịnh âm thì phải dương trợ để quân bình, và nếu thấy thịnh dương thì phải trợ âm ngay để quân bình. Mà trong thức ăn, thức uống đã có sẵn hai yếu tố âm dương để ta lựa chọn. Người Á Đông có biết qua về y lý thì chỉ cần tìm biết những loại thức ăn, thức uống nào âm và dương hoặc đã quân bình ao sẵn âm dương để điều hòa cơ thể, rất ít dùng thuốc thuần túy để trị bệnh. Người ta xem thực phẩm cũng chính là thuốc, cũng chính là dược phẩm. Khi nào thực phẩm chỉ có mục đích nuôi cơ thể để nó tồn tại và phát triển thì nó gọi là thực phẩm. Nhưng khi dùng thực phẩm để điều hòa âm dương, để trị bệnh thì thực phẩm biến thành dược phẩm ngay. Do đó mà Hải Thượng Lãn Ông, một danh y thời xưa đã nói, dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, dùng thuốc chích để trị bệnh là trung sách, không dùng thuốc mà trị được bệnh mới là thượng sách. Không dùng thuốc nghĩa là dùng thức ăn và các phương pháp luyện tập cơ thể để trị bệnh. Cách trị bệnh này không gây hậu quả xấu cho cơ thể và rất ít tốn kém. Nhiều người biết phương pháp ăn gạo lứt với muối mè để trị bệnh của Osawa, gọi là phương pháp tân dưỡng sinh. Còn phương pháp Tiên Thiên Khí Công không quan tâm đến thuốc, chỉ quan tâm đến thức ăn và đặc biệt đến năng lượng chứa đựng trong khí trời. Phương pháp này có tác dụng điều hòa âm dương trong cơ thể bằng năng lượng khí trời và bằng ăn uống. Vì nhận thấy khí trời chẳng những cung cấp dưỡng khí cho sự sống mà còn cung cấp cả những năng lượng để điều hòa âm dương và cả để thay thế cho thực phẩm một thời gian nữa. Vì thế, khí trời có thể ngừa bệnh, chữa bệnh và có thể giúp cho cơ thể nghỉ ngơi một thời gian để tái tạo lại những mất mát do sinh hoạt tạo ra, đó là thượng thượng sách. Có điều cần nhớ là năng lượng của khí trời cũng có lúc âm lúc dương và cũng có lúc quân bình âm dương, nghĩa là có lúc nóng quá hoặc lạnh quá, cũng có lúc mát mẻ ôn hòa. Người sử dụng năng lượng khí trời phải lưu ý đặc biệt đến các yếu tố này. Điều này rất quan trọng vì trong Lý Phương Đông có câu hàng ngộ hàng tắc tử và nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng. Lạnh gặp lạnh thì chết, còn nóng gặp nóng thì điên cuồng. Sự khám phá ra công năng kỳ diệu của năng lượng khí trời cho đời sống con người đã được áp dụng từ lâu ở phương Đông, và những hiện tượng lạ vượt qua sự hiểu biết của khoa học thực nghiệm cũng thường được kể đến ở phương Đông như là những bí mật khó giải thích. Những bí mật này chỉ dành riêng cho những ai gia công tìm kiếm, thực hành và tự chứng nghiệm. Và tất nhiên, mọi công năng tu tập muốn đạt được kết quả mỹ mãn đều phải được chỉ dẫn tường tận, đúng cách do những người mở đường đi trước. Tiên Thiên Khí Công có thể được xem là một khám phá rất đặc biệt, độc đáo, nên bất cứ ai áp dụng đúng cách cũng nhận được những lợi ích thực tế, cũng trị được bệnh và cũng vượt qua được những tình huống nguy khốn. Căn cứ trên nguyên tắc tạo sự quân bình âm dương, đã thông các huyệt đạo bằng năng lượng khí trời, nên Tiên Thiên Khí Công hầu như trị được gần hết các chứng bệnh thông thường của ngũ tạng, lục phủ, từ bệnh cảm mạo thương hàn, nhức mỏi, mất ngủ, ăn mất ngon đến các bệnh xuất phát từ ăn uống, bộ tiêu hóa, bộ tuần hoàn, hô hấp,
giác quan, não bộ, hệ thần kinh, kể cả viêm nhiễm, ung thư, vân vân. Nếu thường xuyên luyện tập trong điều kiện khí trời trong sạch, có sự lưu ý điều hòa nóng lạnh âm dương thì đều có thể trị được. Những chứng bệnh thông thường hay nan y này đều do sự mất quân bình âm dương trong thực phẩm hoặc do thời tiết, do làm việc quá độ gây ra, nên nếu biết tái lập sự quân bình thì bệnh phải biến mất. Cũng như vậy, nếu cơ thể chúng ta lúc nào cũng quân bình âm dương thì không có thứ bệnh nào phát sinh được. Người ta còn kể rằng, một cơ thể quân bình âm dương là một cơ thể có thể tránh được điện giật, tránh được cả ảnh hưởng của bom nguyên tử và không bị tan rã. Tất nhiên, quá trình làm cho cơ thể quân bình âm dương cao độ đòi hỏi thời gian dài, kiên trì luyện tập và phải luyện tập đúng cách. Riêng chứng bệnh mập phì kéo theo bệnh cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường, một hiện tượng khá phổ biến tại các nước thừa thải vật chất, xuất phát từ thói quen ăn uống dư thừa và thực phẩm nhiều hóa chất gây nên. Bệnh này có nguyên nhân ở thói quen, ở tập quán, tức là có nguồn gốc ở phần tinh thần nên phải trị bằng cách thay đổi thói quen, tập quán, chứ không thể chữa bằng thuốc hay thức ăn được. Hiện có nhiều loại thuốc giảm cân, nhiều loại thức ăn để làm cho cơ thể không tăng trọng, nhưng có thể nói tất cả đều không đạt được kết quả vì không trị được thói quen, nghĩa là chỗ đã tạo ra tập quán ăn uống không bình thường. Uống thuốc và ăn để giảm cân chỉ là cách trị ngọn, chứ không đúng được gốc. Cái gốc bệnh thì vẫn còn, nên bệnh thì vẫn đang ở đấy. Tiền thiền khí công có công dụng rất đặc biệt trong việc ngăn chặn chứng mập phì và chữa trị được chứng bệnh thời đại này, vì có thể chế ngự được tập quán thèm ăn, thèm uống, và nhờ ngăn chặn được chứng mập phì nên nhóm bệnh phát sinh từ bệnh mập phì cũng biến mất. Tiền thiền khí công làm cho dạ dày giảm dần thể tích, cơ thể vì thế cũng phải giảm cân theo, và khi đã giảm cân thì sẽ không tăng trở lại. Việc cơ thể được thay thế bằng năng lượng khí trời, thói quen thèm ăn, thèm uống sẽ biến mất sau một tuần nhập thất. Các tật xấu khác như bệnh nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy là những chứng bệnh cũng do tập quán tạo ra, sẽ biến mất luôn. Người tập tiên thiên khí công luôn luôn làm chủ trọng lượng của cơ thể, luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn sáng suốt, chế ngự được tất cả các loại tật xấu, thì tiên thiên khí công có khả năng giúp cho người bệnh mập phì thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống. Tiên thiên khí công mới giúp cho cơ thể thay thế được thức ăn, thức uống bằng năng lượng khí trời như con rùa, con trăn, con rắn, con ốc hay con hải cẩu cũng có khả năng này. Người tập tiên thiên khí công với vài ba lần nhập thất sẽ có một cơ thể hoàn toàn mới, các thói quen xấu đều biến mất. Lúc đó, cơ thể không chịu được mùi thuốc lá và sẽ giúp chúng ta bỏ thuốc lá dễ dàng. Bệnh nghiện ma túy cũng có thể biến mất nhờ nhập thất. Ngoài nhóm bệnh do tăng trọng, do ăn uống, được xem là nan y, các bệnh khác do siêu vi trùng, do kinh mạch bế tắc, các bệnh thuộc tim mạch, hệ thần kinh, không trị được bằng thuốc men và giải phẫu, cũng được chữa lành nhờ nhập thất. Tóm lại, nếu các môn võ thuật, các môn yoga giúp cho chúng ta có cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, thì tiên thiên khí công cũng giúp chúng ta chữa trị được rất nhiều chứng bệnh của thân và cả những bệnh của tâm nữa. Thân và tâm đều khỏe mạnh, khang kiện, cuộc sống mới có ý nghĩa, mới hạnh phúc, mới an lạc thật sự. Điều chúng ta cần ở cuộc đời này là gì? Chẳng lẽ là nhà lầu, xe hơi thật sang hoặc một danh vị hảo huyền để đợi giờ phút vĩnh viễn ra đi? Ra đi vĩnh viễn lại không biết đi đâu, nên giây phút lìa trần là một hoảng hốt vô cùng đớn đau, mắt nhắm lệ rơi, tâm tư bấn loạn do nhiều nuối tiếc buộc ràng. Đó là nỗi thấm khổ của người không biết đường đi. Còn người tập khí công không bao giờ được phép dừng lại khi cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh, mà phải bước thêm một bước nữa, đó là bước định tâm để biết đường đi khi ra đi.